Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lo anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm, tại vì em khó chiều lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai, để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân, hiện nay em là nhân viên check-in của hãng hàng không. Hiện nay em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi. Em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay, em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ làm đồng nghiệp thôi, chứ cũng chưa có nghĩ gì hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Vậy tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng không cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm, rồi yêu nhau 6 tháng. Dạ. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay, không có yêu. Dạ, dạ, không có yêu. Bạn bè à? Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với là chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết. Nhưng mà lại mời em đi cà phê, rồi tỏ tình với em. Ủa, bạn ấy là nó nhanh đúng không? Dạ không, tại vì cái trong thời gian trước đó 3 năm á thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này thấy vợ em là cũng có trục trặc, lại có hoàn cảnh đi chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì đây là cơ hội của mình. À vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cái này 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô. Nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ, thực sự em hoang mang tột độ luôn. Tại vì em không em, nghĩ ra em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh là thôi anh làm em sợ quá, em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm giác thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được, cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Ân nghe rối thì đó, nghe. Em giận lắm. Giận đúng không? Em đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe đi về? Đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hội liên lạc luôn. Quế đúng không? Cái sau 3 năm, một cái buổi là tiệc họp mặt bạn bè. Lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái dắt bị gài. Muốn mình thực sự là có gài không hay là vô tình? Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em, hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh? Ủa là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Dạ. Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lo anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm, tại vì em khó chiều lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi kì. Ủa nhưng mà bên này chưa kịp rửa tay luôn là sao? Dạ, đang nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy vậy em đưa môi lên lại em tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng rồi. Từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng rồi. Từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới? Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa. Nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn, đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Mà lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Em cũng rồi, lớn gặp tuổi một nàng rồi. Dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè. Cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải em nói lầm rầm không lầm rầm dữ chưa? Dạ hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương, xong là lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết, nó như nếu bằng tay vậy, lật tay vậy. Lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà cụ thể đó? Dạ, ví dụ như là rất là dữ lắm, đánh chồng như là con vậy.
Thiệt luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn á là ha, em đứng dưới đất thì vợ nhảy lên giường chống nặng lên nách vậy. Sao? Chồng rồi á là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa không tưởng tượng. Đồ ở trong phòng thì quăng xuống qua cửa sổ, máy tính, tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng thôi. Quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa? Hai bạn ở đâu? Ở nhà? Mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em. À. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi. Nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ vậy dậy. Mà đồng hồ reo thì reo ảnh ngủ à. Chứ anh nếu mà vậy thì đi trễ. Không, em hẹn tới 3-4 lần rồi. Vậy thôi là em xách vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày cái em nói ảnh là anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo để đừng để em thức dậy. Em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thành quờn như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà ảnh không dậy luôn. Em tức quá, 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Rồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ thôi kệ ngủ luôn mai vậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua năn nỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền. Đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ anh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? 3-4 lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy xích lần đi về nhà lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai em add fan lại mấy cái con nghiệp cũ em phải hút. Dạ, em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết là xem like bao nhiêu hình gái, add fan bao nhiêu. Trời, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ, em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add fan. Gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add fan. Cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra. Sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em, chồng em không nghe. Cái cũng add fan gái lạ. Rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn. Laptop bay, điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về 1 tháng luôn á chị. Ôi bây giờ lỡ rồi kể luôn lần thứ ba đi. Để ông này kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Cứ để vợ đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ đang thích. Vợ nói là cái tóc cắt như cô hồn. Rồi xài xẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm ăn cắt tóc này kia. Em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi. Bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không theo ý mình nữa. Cái xong rồi tức quá em chào ba mẹ dậy em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Là đòi mấy lần rồi? 3 lần. Coi như 3 lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là 3 lần đòi ly dị. Có lần nào ký không? Dạ thì cái lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá. Nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giãn hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh mà sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm giờ hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy. Hay dạ, xé rồi bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, tụi em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là đòi ly dị, cãi nhau là đòi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi thì hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy chính xác là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm, cưới lần thôi. Cực quá mà.
Giờ chị thấy như vậy nè. À, vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng. Thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan, về con cái, về cuộc sống, về kinh tế đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh. Và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà, chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Rồi, cảm ơn em.